Vào ngày hôm qua, hơn 2.000 phụ nữ đã hóa trang thành biểu tượng nữ quyền Rosai, cô thợ tán đinh nổi tiếng ở tại Michigan của Mỹ để lập kỷ lục thế giới Guinness. Tại công viên Michigan, 2.097 phụ nữ đã mặc quần áo giống như hình ảnh được sử dụng để tuyển dụng lao động công nghiệp nữ trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai với bộ áo liền quần màu xanh cùng chiếc khăn chấm bi quấn quanh đầu. Hôm nay chúng tôi đã có 43 phụ nữ từng làm việc trong chiến tranh. Nhiều người trong số họ làm việc ngay ở đây, tại Willow Run. Cô thợ tán đinh Rosie không phải là cái tên được nhiều người biết đến, nhưng hình ảnh của cô ấy thì chắc hẳn ai cũng biết. Cô đã khẳng định với những người phụ nữ rằng họ có thể làm được mọi thứ và thật sự họ đã làm được, đồng thời cố gắng thúc đẩy thế hệ phụ nữ lao động bước chân ra khỏi nhà và lao vào các xí nghiệp nhằm hỗ trợ công tác phục vụ chiến tranh. Đây gần như là một trong những sự kiện có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong giai đoạn Thế chiến thứ hai.